Hello, xin chào. Hôm nay tôi kể về cái kinh nghiệm vừa được trải nghiệm ngồi trên một chiếc ghế quyền lực trên máy bay. Đó là ghế nào? Cái ghế ngồi ngay cái cửa thoát hiểm. Ngày xưa báo đài cứ đăng tin là cái bao nhiêu cái trường hợp là người thì hành khách tự động mở cửa thoát hiểm trên máy bay là do sơ ý, nào là do sơ suất, do không biết cái này kia, mọi lý do, là rất nhiều trường hợp bài báo họ đăng lên là hành khách do không biết, do không hiểu biết và sơ ý mở cửa thoát hiểm trên máy bay, gây ra tổn hại biết bao nhiêu và thậm chí còn bị phạt lên đến 20 triệu đồng. Thì hôm nay tôi vừa trải nghiệm và được ngồi trên cái ghế quyền lực đó, để giờ mới hiểu rõ rằng những cái trường hợp bị mở cửa đó không phải là sơ suất, hay cũng không phải là do thiếu hiểu biết, mà những cái trường hợp mở đó là do cố ý phá hoại, không sơ suất được. Lúc trước á, mình chưa có được tiếp cận cái cửa đó thì mình không biết được là cái cách hoạt động của nó như thế nào. Cứ lâu lâu báo báo chí lại đăng lên một bài là có một người vừa sơ ý mở cửa thoát hiểm, thế là bị phạt 20 triệu. Để mà được ngồi cái ghế quyền lực đó đó, đâu phải ai cũng được ngồi. Hôm nay á, là tôi đi check in rất là sớm, check in trước 2 tiếng. Thì tiếp viên họ hỏi nha, họ phỏng vấn để họ cho ngồi đó. Không phải ai muốn ngồi cũng được đâu, mà họ sẽ nhìn người. Tôi đoán rằng họ sẽ nhìn cái người đó. Thứ nhất là nhìn cái người đó cũng phải là người hiểu biết đó. Giống như diện mạo của tôi bây giờ nè, nhìn vô giống như nhà văn, nhà thơ vậy đó, thì họ thấy cũng thuộc dạng người hiểu biết, đúng không? Rồi bắt đầu họ nhìn cũng thấy mình toát ra được cái năng lượng. Nói chung là nhìn cũng khỏe khoắn. Nhưng mà để chắc ăn thì họ vẫn phỏng vấn mình. Họ hỏi mình rằng sức khỏe của mình tốt không? Sức khỏe tốt, hoàn toàn bình thường. Và họ hỏi tiếp rằng mình có muốn ngồi cạnh cái cửa thoát hiểm không? Cái chỗ đó ngồi rất là thoải mái, chân có thể duỗi dài ra không đụng hàng ghế, tha hồ co duỗi. Nó rất là thoải mái, chân tay nó ngồi rất là sướng. Nó ngồi nó rộng rãi như là ngồi ở cái ghế thương gia vậy đó. Nhưng họ kèm theo một cái điều kiện là phải tuân thủ cái quy định của tiếp viên là không được tự ý mở cửa. Khi mà check in á, họ cũng nói rằng á, nếu mà có sức khỏe tốt, họ sẽ ưu tiên cho mình ngồi cái vị trí ngay cửa thoát hiểm đó, và kèm theo điều kiện rằng không được tự ý mở cửa khi chưa có sự chỉ dẫn của tiếp viên ở trên máy bay. Và cái chỗ này ngồi rất là thoải mái, họ sẽ ưu tiên cho những người có điều kiện mới được ngồi á, chứ không phải là amateur mà đòi vô ngồi mà được, hoặc là có trẻ con đi kèm, hoặc là phụ nữ mang thai, hoặc là người già cũng không được ngồi, phải là người khỏe mạnh, có tố chất và đặc biệt là nhìn thông thái đó. Thế là tôi cũng ok ngồi. Họ hỏi có đồng ý không, tức là họ hỏi mình có đồng ý ngồi nữa không thì họ mới cho cơ, chứ không phải là họ ép mình phải ngồi đó. Họ vẫn đưa ra điều kiện là mình đạt rồi đó, nhưng mà nếu mình không thích ngồi mình cũng có thể từ chối, họ sẽ sắp cho mình chỗ khác. Cho nên cái chỗ mà ngồi ngay cửa thoát hiểm thuộc dạng là chỗ ưu tiên, chứ không phải là ai muốn ngồi mà ngồi. Rồi một cái nữa, sau khi lên máy bay ha, sau khi lên máy bay mà máy bay bắt đầu mà ổn định chỗ ngồi á, thì cái tiếp viên đó họ đến, họ huấn luyện, họ phổ biến thông tin cho 3 người ngồi. Cái hàng ghế đó có 3 người, họ đứng ngay đó, họ phổ biến cho 3 người ngồi cạnh cái lối thoát hiểm đó về cái kỹ năng và khi nào mới được mở. Rồi đây là họ gửi luôn cả cái brochure, những cái bản hướng dẫn á, và cái đọc để hiểu được cái cách thức mở, và thậm chí ở trên cửa nó cũng ghi chỉ dẫn rất rõ ràng, chỉ mở khi thoát hiểm, và có cả cái cách chỉ mở là muốn mở cái cửa thoát hiểm nó còn phải có 2 thao tác lận, là phải kéo cái nắp ra, xong rồi mới đẩy cái cần lên cao, đạt cái mức của nó buông ra thì cửa nó mới bung. Tức là cũng phải có lực, chứ không phải là vô tình
chạm phải hoặc là va vào hoặc là quẹt tay đụng dính mà nó bung được cửa. À, ngày xưa tôi cứ tưởng rằng nó chỉ là một cái nút. Cái lúc mà những cái báo chí nó đăng lên là cứ nhiều hành khách vô tình mà mở cửa thoát hiểm này nọ xong rồi làm cho chuyến bay bị hoãn lại rồi tốn bao nhiêu chi phí để cuốn cái cửa đó lại rồi bị phạt thế này thế kia. Tôi cũng từng đặt câu hỏi, tôi nói tại sao cái trường hợp này cứ để xảy ra hoài vậy? Nếu như nó dễ mở như vậy thì tại sao lại để cho họ dễ dàng vô tình như vậy? Thực ra nó không phải là một cái nút, nó cũng có cái khóa, cũng gạt qua gạt lại làm 2-3 bước chứ không phải là tự nhiên mà đụng quẹt tay trúng má hay là vỗ tay trúng mặt hay cái gì đó, những cái thao tác mà nhẹ nhàng không thể nào ra được, không thể nào mở được cửa. Mà đây thuộc dạng những cái con người là cái gì, cố tình phá hoại chứ không phải là người sơ ý, cho nên là với cái mức phạt 20 triệu đồng vẫn còn ít, phạt 100 triệu luôn thì lần sau không thằng nào dám mở. Còn cái người mà không biết, nếu mà thuộc dạng người không hiểu biết đi chăng nữa đó, thì tôi nghĩ họ cũng chẳng có sờ vào đó. Đã không hiểu biết thì làm sao mà mở? Muốn mở là phải đọc hiểu, phải có khả năng đọc hiểu. Người ta hướng dẫn là gạt cái này qua, đẩy cái kia lên, tức là phải đọc hiểu thì mới mở được. Còn đã đọc hiểu được thì là người có hiểu biết, thì họ lại càng không mở. Còn những cái đối tượng mà ngày xưa giờ cứ nói là mở cửa thoát hiểm thế này thế kia, là tôi nghĩ cái người đó không phải người, là gì á. Cho nên là nó thuộc dạng thành phần phá hoại. Với một cái nữa là ngay cái chỗ mà cái khung cửa thoát hiểm á, luôn luôn có một tiếp viên ngồi ở đó. Chỉ khi nào mà họ đứng dậy họ đi tiếp nước này, tiếp đồ ăn thì họ mới rời khỏi cái ghế đó thôi. Sau đó họ lại quay về họ ngồi ngay cái vị trí cửa thoát hiểm đó. Đa số là thường sẽ có tiếp viên họ trực ở cái khu đó rồi. Cho nên họ ngay cả khi mà có cái trường hợp khẩn cấp xảy ra thì cũng không cần đến lượt hành khách đâu. Tiếp viên đó nhào vô họ mở rồi. Chỉ có điều là cái người ngồi ở cái vị trí đó phải là người nhanh nhẹn khỏe mạnh để nhanh chóng thoát ra, thay vì để một người bệnh tật ốm yếu lọm khọm ngồi đó rồi nó làm cản trở những người ở bên trong. Vậy thôi hả? Chứ cái việc mà mở cửa cũng chả đến lượt hành khách mà làm cái chuyện đó đâu. Tiếp viên họ ngồi trực ở đó mà. Còn những cái trường hợp mà xưa giờ cứ bị xảy ra trường hợp mở này mở nọ, tôi nghĩ đó là những cái thành phần cố ý phá hoại chứ không phải không thể nào sơ ý được. Nào giờ tôi cứ chắc tôi bảo là tại sao mà cứ để trường hợp xảy ra hoài, không quy định cái nút đó để cho chỉ có tiếp viên mở thôi, đừng có để cho người ta vô tình chạm phải. Cái này không có vô tình được, nhìn cái cửa nó rất là chắc chắn, như là một cái cửa trong cái phòng lạnh hoặc là cái cửa của container, tưởng tượng vậy đó. Nó khóa khít rất là chắc nịch chứ không phải là một cái nút mà vô tình đụng cái củ chỏ vào một cái mà nó bung ra được, cho nên là không có nói cái chuyện vô tình được. Những cái trường hợp mà cố tình phá hoại như vậy thì cần phải xử lý mạnh. Thì hôm nay được trải nghiệm ngồi ngay cái cửa thoát hiểm, tôi là người ngồi sát cửa, sau đó đến một cậu thanh niên, sau nữa là một cái anh nước ngoài, thế là ba người thuộc dạng là ba người thông thái khỏe mạnh nhanh nhẹn mới được ngồi ngay cửa thoát hiểm á. Hôm nay ngồi ngay ghế quyền lực cũng áp lực ghê, tại vì nào giờ cứ nghe đồn á, mấy người ngồi vô tình bấm nút mở cửa này nọ, mình cũng ngồi mình để quan sát xem là thực ra là nó mở có khó không, rồi hướng dẫn của người ta như vậy đó. Rồi nhiều khi có thấy cái nút mà mở ghế, mấy cái nút mà hạ ghế, bấm ghế, ngã ghế, bình thường bấm ào ào luôn, cái hôm nay cũng rén, mình bấm cái này có khi nào nó bung cái cửa này không. Bấm thì mình chỉ được phép bấm những cái nút trên cái ghế của mình ngồi thôi, chứ còn cái cửa thoát hiểm nó nằm ở bên riêng biệt với cái ghế của mình mà nó không phải là dạng nút bấm, cho nên không thể nào sơ suất, không thể nào sơ ý được chừng á. Để mở là phải có 2 thao tác lận, mà cũng phải có một lực nữa, có lực mới mở được, chứ không phải là một cái mà nó nhẹ nhàng chạm vào một cái nó bung ra được đâu, không có đâu. Thì ngồi ở vị trí đó được cái là thoải mái, chân cẳng gác đủ kiểu được á. Chứ nó không có phải là nó tù túng như là mình ngồi những cái chỗ mà ở trong giữa khoang nó hẹp hơn. Thì nhưng mình thì mình lại không thích ngồi cái chỗ thoát hiểm, trải nghiệm lần cho biết thôi. Còn lần sau mà họ có hỏi mình có muốn ngồi không, mình sẽ không ngồi. Tại vì sao? Thứ nhất là ngồi ngay cái cửa thoát hiểm á, là không có thấy được cái cửa sổ bên ngoài. Mình thích ngồi cái cửa sổ mà để mình nhìn ra bên ngoài cơ. Còn ngồi ngay cái chỗ cửa thoát hiểm là cái cửa đó nó là cái cửa lớn mà.
cái cửa để mình đi ra đi vào được nó đâu có kiến đâu, mình không có nhìn được ra bên ngoài. Một cái điều thứ hai á là tôi đi là thường tôi hay có một cái ba lô tôi đựng laptop, thường là tôi để dưới chân tôi luôn chứ tôi không có thích để trên cái cabin, rồi để trên đó rồi nhét rồi người này đè người kia nhét, nó ảnh hưởng đến máy móc của mình. Thường là tôi để ngay dưới chân của tôi để đứng. Nhưng mà nếu mà ngồi ngay vị trí thoát hiểm á thì họ không cho mình để ngay dưới chân, à lại kẹt chỗ đó, bắt phải đẩy dưới vào dưới gầm ghế á, đẩy sâu vào trong cái gầm ghế. Họ để ngay, nếu mà để ngay dưới chân á thì nó cản trở cái lối đi, khi có sự cố thì nó sẽ vướng và họ không cho mình để ngay dưới chân được, và họ bắt mình đẩy sát ở dưới luồn dưới cái ghế của mình á, thì cái người đằng sau á họ đạp lên, họ ngồi họ đẩy lên đó. Thành ra trải nghiệm một lần cho biết thôi, chứ lần sau thì tôi cũng không thích ngồi trong cái chỗ cửa thoát hiểm, mặc dù nó chỉ được một cái là cái chân nó được duỗi thoải mái thôi, nhưng mà thật ra mình đi thì cũng có một tiếng mấy, cũng không có đến nỗi nào. Thường thì mình cũng đâu có duỗi nhiều đâu, cũng để cũng bình thường, cho nên ngồi ghế thường vẫn riêng tư hơn. Mình thích ngồi ghế thường mà mình ngồi ở trong góc trong cùng á, để không có bị đi ra quay qua bên trái bên phải cũng gặp người. Mình ngồi trong sát trong cửa sổ á, và mình để cái ba lô ngay dưới chân của mình luôn, mình dựng đứng nó rất là tiện, à, nó không có bị ai xâm phạm vào. Còn mà ngồi ngay chỗ thoát hiểm thì hôm rồi ngồi thì họ không cho để mà họ bắt nhét, cũng đau lòng lắm. Cái laptop thì đẩy dưới đít xong bắt đầu cái người khác ngồi sau họ đạp lên cứ đẩy qua đẩy lại, nhiều khi xót ruột. Mà để trên cabin thì tôi không có để, thấy tôi thấy mọi người nhồi nhét đồ chảnh ghê quá, rồi nó nghiêng nó ngã nữa. Thường là của đâu người đấy ôm cho nó nhanh, có gì ôm cho lẹ. Thì ngồi lúc đầu lên ngồi được bố trí ngồi ngay cái vị trí chiếc ghế quyền lực nhất trên máy bay cũng ớn. Cũng sợ. Ngó ngó xem là có cái nút nào không, mà lỡ mà đụng cái cụ chỏ là và quẹt tay trúng nó bung ra chết, tự nhiên tốn 20 triệu. Thì thực tế thì không phải như vậy. Chỉ khi nào mình cố ý phá hoại, mình có trên cái bảng đó họ có ghi thông tin chỉ dẫn là cả tiếng Anh và tiếng Việt, đồng thời nhân viên còn đến giảng giải cho mình nữa, và đồng thời lúc mình check in nhân viên ở dưới mặt đất họ cũng nói nội quy cho mình khi mình ngồi vị trí đó nữa, thì không có lý do nào mà tự nó bung ra được, trừ khi anh có ý đồ phá hoại. À, thì nếu như mà không có mang theo đồ, nếu như mà đi người không không có mang theo máy móc thì ngồi vị trí thoát hiểm rất là thoải mái, nó rộng rãi đằng trước rất là thoải mái, không có vướng víu cái hàng ghế đằng trước, rất là thoáng, ngồi như là ghế thương gia vậy đó, nó rộng như ghế thương gia vậy đó. Lần đầu tiên trải nghiệm ghế quyền lực nha. Hồi đầu cũng sợ sợ, lỡ mà đụng cụ chỏ không phát tốn 20 triệu à, nhưng mà sau đó thì thấy nó không có cái gì trơn, nếu như mình tuân thủ, mình là người hiểu biết, mình tuân thủ những cái điều người ta nói thì không có vấn đề gì phải sợ cả. Ai mà đi người không, không có mang theo đồ đạc gì cá nhân để mà ôm theo người á thì nên ngồi ở vị trí thoát hiểm, rất sướng, thoải mái. Còn tôi thì do lúc nào tôi cũng phải có bảo bối đi theo một cái ba lô, cho nên là tôi sẽ không ngồi vị trí thoát hiểm nữa để tôi bảo toàn cái ba lô của tôi. Còn ngồi ở vị trí thoát hiểm á, tuy rằng cái chân của tôi nó sướng, nó rộng rãi, nhưng mà cái ba lô của tôi nó nằm ở dưới gầm ghế á, xót ruột lắm. Muốn nó để tôi dựng, tôi để hai cái chân vậy nè, cái tôi để cái ba lô giữa hai cái chân á đó. Thường thường đi ngồi ghế bình thường là tôi để ngay dưới chân luôn, chứ tôi cũng không có nhét trong cabin. Nó có cái máy laptop thôi, nhét lên trên đó xong rồi mình nhét lên trước á, cái mình đâu có quản được đâu, cái hồi người khác lên cái họ đè họ nhấn họ tống vô, nếu mà là quần áo hay những cái gì đó thì được, chứ còn máy móc thì tôi không có muốn nhét lên trên cabin. Cho nên là mình cầm trực tiếp ngay chỗ mình thì nó an toàn hơn đó. Thì chia sẻ cho mọi người biết rằng cái cửa thoát hiểm, chiếc ghế quyền lực ngay cái cửa thoát hiểm thực ra nó cũng không có cái gì áp lực cả, mình chỉ việc mình ngồi mình đừng có tái máy thì không có vấn đề gì xảy ra, mà được tận hưởng cái không gian rất là rộng rãi, à, gọi là cái gì, trải nghiệm hạng ghế thương gia giá rẻ.